Xin chào anh em á, thì đã quay lại kênh của Thịnh. Thì đây là một chiếc xe của một bạn khách ở dưới tỉnh chạy lên mình. Thì nói chung là làm ở dưới đó cũng bấy bé, làm cũng nhiều thợ rồi. Thì ở đây đó là chủ xe nhờ mình rút cái đầu ra rồi kiểm tra thêm như thế nào là dưới đó người ta làm như thế nào. Thì ở đây trước tiên mình rút này, mình rút có chủ xe rồi, mà chủ xe đi uống cà phê rồi, chút nữa chiều là quay lại lấy xe ha. Bây giờ là mình phân tích tại sao cái xe nó kêu. Nói chung là làm bao nhiêu lần rồi nó vẫn kêu nha anh em. Nó kêu nhiều lắm, nó kêu lớn hơn cái lúc mà chưa làm nữa. Thì nguyên nhân là mình có thể là phong đó đây là do trái bê tông và su bắp đó. Thì mình thấy thì mình bê tông này trong lô nha. Thì ở chỗ đó người ta làm á, người ta nói là trái bê tông zin, anh em hiểu không? Trái bê tông zin, đây là mình theo mình thấy là trái bê tông lô nha anh em. Trái bê tông này là bán rất nhiều và rất là rẻ tiền nha. Chạy anh em chạy thời gian nó sẽ kêu rất là nhanh, nó kêu rất là dữ. Đó tại sao, lý do tại sao mà mình không bao giờ làm những trái bê tông láng như này, mà nó không có lớp mạ như này và không có trái không có thương hiệu. Khi nó nóng nó nở lên thì nó sẽ dán nở nhiệt không đều thì nó sẽ kêu và nó sẽ phát ra tiếng kêu rất là lạ ha. Đó thì đó là cái đầu tiên, thì chủ xe nói như vậy. Và cái thứ hai á là chủ xe nói là bên này á về vô cái lò xo đầu là không phải là lò xo đầu zin, là nó quá yếu đi. Thì nãy mình thử mình thấy cũng đúng thiệt, nó yếu, nó rất là yếu. Là khi mà chủ xe nói là chạy lên tua tầm 8-9 ngàn là nó ré rồi đó, nó ré là xo đầu. Thì chủ xe này nói thì mình nghe vậy thôi, chứ mình cũng chưa chạy thử chủ xe này nha anh em ha. Rồi thì đó là mình sẽ fix lại cái phần trái bê tông. Thì sẵn này chủ xe nói là không có gì ngoài điều kiện á, nên là cứ làm cho em trái bê tông zin. Thì zin là như thế nào? Hồi trước giờ mình nói với anh em rồi là bên mình làm sao là mình sẽ nói vậy. Trái bê tông zin là mình sẽ làm trái bê tông zin. Thì tôi nhận biết một trái bê tông đó là nó là có cái lớp mạ này đó. Thì cái lớp mạ đó thì ở trên thị trường nó có nhiều trái bê tông lắm. Trái tông chất lượng tốt cũng có, nó cũng gần như trái phin. Thì trái bê tông zin đó là phin, còn cái hãng phin người ta sản xuất ha, người ta làm người ta đấu thầu và người ta làm sản xuất trái bê tông cho Honda. Mình không rõ là người ta sản xuất bao nhiêu cho chiếc Honda, nhưng mà mình thấy chiếc Winner là người ta làm trái bê tông đó. Thì bên phin người ta làm ha. Rồi thì bạc thì mình cũng lâu lâu thì mình cũng đi bạc rít, và lâu lâu mình sẽ đi bạc hãng. Thì có lâu nào mình xài đó thì chất lượng nó cũng như nhau thôi, cũng xịn sò và ok như nhau. Còn ếch thì mình cũng thay luôn. Đây một cái ếch mới, rồi cái nói chung là mình sẽ thay hết ếch rồi ha. Rồi bộ Ford, rồi bộ Ron. Thì ở đây nữa là xe này mới làm cách đây một tháng thôi, nhưng mà Ron bị xì, Ron chân lăng bị xì. Có thể là do là sử dụng lại cái Ron cũ thì nó sẽ xì. Còn đây là mình sẽ thay toàn bộ Ron mới ha. Nó không đáng bao nhiêu tiền anh em, nó rất là rẻ tiền, nó rất là rẻ hơn anh em mà khi thay tiết kiệm cái Ron có 100 mấy thôi. Nhưng mà lúc nó xì ra mà anh em phải rút ra làm lại thì tốn công hơn rất là nhiều đó. Mình thấy nó chuyện nó không đáng, mình luôn luôn là ví dụ như là rút cái đầu ra làm mình sẽ thay hết hai cái Ron ha, hai Ron. Rồi còn tệ hại hơn nữa, đây thì cái Ron này thì dán keo mù mịt, dán keo mà không còn cái chỗ nào luôn. Mà nói thật là sáng mình đóng ra cực kỳ khó khăn luôn á, dán keo chết luôn này luôn đó. Thì đây là hai cái mình thấy là nó làm nó không ok là chỗ đó. Ron là thứ nhất là không có dán keo, thứ hai dán keo rồi nó vô mấy cái đường nhớt, rồi nó bít đường nhớt lên này anh em đó. Thì rút ra nó cũng khó khăn nữa, có dở rất là dở, bị xì nước mắt ha. Đó thì mình thấy nó không ok chỗ đó, nên là nói chung chủ xe này thì muốn làm lại cho ok. Thì số bắp á, thì họ nói là họ thay hai cây số bắp. Thì mình thấy bắp cũng khá là mới, mình kiểm tra thì ok, số bắp không có bị rơ, không có ấy, hay mình giữ lại, mình chỉ sấy số bắp thôi, mình cắt miệng nha anh em. Thì bên mình trước giờ làm toàn lại cách đó thôi, cắt miệng 45 độ này, đẹp. Đó cắt miệng này anh em thấy không, cắt miệng 45 độ, đẹp ha, đi lâu dài không bị mất hơi, không bị yếu dần hơi đó. Thì nói chung là bên mình làm sao mình nói vậy nha, chứ không phải như là của người ta làm một đường nói một nẻo. Lúc mà tháo cái máy ra thì ơ trề ha, không còn gì đó. Nói chung là sáng nay mình cũng quay cho chủ xe xem luôn đó, thì mình vô những đồ gì và mình tính tiền như thế nào thì chủ xe biết ha. Thì trước cho mình làm cho rất nhiều anh em rồi, cũng rất nhiều anh em ở dưới tỉnh lên ủng hộ mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ ráp máy lại và mình sẽ nổ máy như thế nào. Thì hồi sáng cái tiếng máy nó nghe rất là khó chịu, anh em nghe tách 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 tách, cái tiếng nó gõ rất là khó chịu. Thì
mình quyết định là nó chủ xe. Nếu mà bạn có điều kiện thì nên rút ra làm lại đầu lòng, kiểm tra lại đầu lòng. Thì rút ra thì thấy trái bê tông như thế này thì chủ xe là muốn là làm lại mới luôn cho nó ok. Rồi ok nha anh em, mình sẽ tiến hành ráp lại xong nổ máy cho anh em nghe thử. Xe này thì lúc chiều mình có quay cái đoạn mà ráp máy đúng không? Giờ là hoàn thành xong rồi, nổ máy rô đai. Thì trời mưa ra, nói chung là trời đang mưa nó hơi ồn xíu, anh em xem mà thông cảm ha. Thì chiếc này mình thấy là một trong những chiếc mà mình ráp mình cảm thấy nó ok nhất, êm. Thì do mình làm lại bít tông hãng rồi, mình sấy cốt theo cái cách của mình, nó tương đối là ôm sát hơn thì máy nó êm ha. Rồi thì nói chung xe này chủ xe bị quật khá là nhiều, làm nhiều chỗ rồi, nhưng mà từ lúc mất thanh ti rồi đến kêu rồi đó, nói chung là tốn khá là nhiều tiền, nhưng mà cái xe nó vẫn chưa ok. Thì giờ bánh mình thì mình phải phục lại thì nó cũng ổn rồi, chứ mà không dám khẳng định là ngon nhất ha. Rồi thì giờ mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử. Nói chung là dần hơi rồi lại mình làm căng hơn á, thì tiếng máy nó rất là lực, chạy qua nó rất là nhẹ nhàng luôn. Nổ máy cho anh em nghe thử. Nói chung là mưa nó hơi ồn xíu nha. Đó thì mình canh lúc nào canh ti cũng đạt chuẩn cực kỳ luôn, canh ti không nháy luôn anh em thấy không, canh ti nó phải như thế này thì cái máy anh em nó đi ok mới ok được. Canh tiếng máy rất là chắc ha. Đây cái thử anh em nghe. Không, tiếng máy nó canh ti cực kỳ âm luôn á. Tại lúc sáng mình bận không có thời gian lưu bu á, không mình quên quay cái đoạn đầu, chứ từ đoạn đầu khi mình kéo ra nghe tiếng lách cách rất là lớn, rất là nhiều tiếng tạp âm trong đó, thì mình thấy giống như là chủ xe nó là làm một chỗ nào đó không có tin tưởng. Nếu mình rút đầu ra thì mình đúng AC luôn, thì nó là làm bê tông lô thì nó kêu. Giờ mình làm lại bê tông zin nó thì nó sẽ êm hơn xíu anh em. Rồi thì ga đồ rất là lanh, rất là mượt đó, căng tê cực kỳ ổn định luôn, đứng một chỗ luôn á, không nhảy luôn nha đó. Rồi thì nói chung là xe này chủ xe cũng khá là xa, thì giờ nãy giờ ráp xe tầm 5 giờ, bây giờ cũng 8 giờ rồi, rô đai 3 tiếng, đợi chủ xe chạy về nhà, rồi có thời gian rô đai tiếp nữa, rồi đến khoảng một thời gian ngắn rồi đó, giả cò. Rồi, thì xong rồi nha anh em nào có nhu cầu làm xe thì cứ ghé tiệm mình ha, 114 đường 11, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức ha, chuyên các dòng Winner, Sonic và tất cả các dòng xe Tay Ga, xe số, xe con, xe nào cũng làm được hết nha anh em. Rồi, vậy bye bye anh em ha.